Rồi hôm nay em xin lên một cây cưa xăng ha, thương hiệu của Echo nè. Con này là mã số GC331T ha. Con này là hàng thương hiệu của Nhật, được lắp ráp và sản xuất tại Mỹ ha. Mấy anh sẽ thấy hiển thị tem mua ở đây nè. Con này cả bộ lâm xích là 4,5 kg, công suất là 33cc. Phân khúc dòng tay cục là em này rất là khỏe, bao châu bò rồi, cực kỳ khỏe luôn ha. Em này cho mấy anh cưa chuyên ha, để muốn tỉa nhánh nè, hạ nhánh này kia. Rất là khỏe, bên trong còn rất là đẹp nha mấy anh. Đây lọc gió còn trắng tinh nè, sử dụng chế quanh rồi nha mấy anh. Bao tiết kiệm xăng. Dòng này chạy chế nằm phía sau, hút xăng rất là nhanh. Đó còn đẹp ha. Chế nè, rin hết. Đây là cái móc treo ha, để cho mấy anh muốn leo trèo tỉa cành này kia, cực kỳ thuận tiện. Máy bao rin 100% hết cho mấy anh. Sử dụng hai ốc lam. Lam xích em này là dài 40cm ha, lam còn rất là đẹp nè. Tăng xích trực tiếp trên lam luôn. Con này là chạy xích chân mini 91. Đó, con này tiếng nổ mấy anh nghe là đẳng cấp luôn, rất là biết trong này. Bao lì máy. Rồi, máy đang ở Tân Châu, An Giang ha. Anh nào muốn đặt hàng thì cứ nhắn tin trực tiếp cho em. Mà em ship hàng toàn quốc ha. Rồi, em cảm ơn.